Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại làng Đa Nghiêu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, một làng quê nổi tiếng với ngôi đình cổ hơn 500 năm tuổi. Trong chuyên mục Đất và Người Hưng Yên hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi về thăm làng Đa Nghiêu để cùng khám phá nét độc đáo của ngôi đình Trăm Cột, một di tích nổi tiếng ở Hưng Yên. Đình Đa Nghiêu được xây dựng vào thời vua Lê Chiêu Tông, tức là năm 1520. Năm 1706, đình được tôn tạo thêm và được trùng tu sửa chữa tiếp vào năm 1907. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình có diện mạo như ngày nay. Đình Đa Nghiêu, ngôi đình Trăm Cột là một di tích đồ sộ còn khá hoàn chỉnh về kiến trúc và mỹ thuật. Một công trình điêu khắc gỗ đẹp nổi tiếng của Hưng Yên. Dạ, cháu chào ông ạ. Vâng, dạ vâng. Chào các anh, các chị. Ông có thể chia sẻ cho chúng cháu xem là ngôi đình thì đã lựa chọn xây dựng trên một cái thế đất như thế nào ạ? Coi như là cái hình nhân quải bảng. Chúng ta đang đứng trên một cái thế đất hình nhân quải bảng. Đấy, đứng cái rất đầy hình nhân quải bảng đấy. Các cụ giao cho người ta đi mua 101 cây gỗ lim, tức là cao từ 4m đến 4,5m, thậm chí khoát từ 35 đến 40 phân. Tôi đã trèo lên từng cái cột tôi đối đo đấy, thì thấy là rất là cầu kỳ vĩ đại. Khi làm xong ngôi đình này thì phải mất cứ một cây cột làm tông đục và tông tràng. Từ đó đến nay, theo biên niên sử thì là năm nay là 501 năm. Mà quê hương chúng tôi coi ngôi đình là một cái báu vật của quê hương, là cái nơi tâm linh của cả làng. Cụ Lê Nguyên Hàm là cụ nho học rất giỏi. Thế cụ ấy về xin viết một bài thơ về ngôi đình. Thiên khai địa tạc xảo an bài, bán khoảnh chỉ đường cảnh trí giai, phong phất hồng niên ba thượng diễm, nguyệt di đan quế thủy trung đài, thánh thần cung điện ninh quang diệu, tướng tướng giang sơn vượng khí hồi, viên triệu phương hồ hà sứ thị, thủy gian châm cá tiểu bồng lai. Có nghĩa là ví như cái cảnh quan đây ấy, không gian rất là đẹp. Trên này thì có cái ao thả sen với cái cảnh quế ở trên khung trăng rất đẹp, vọng như thế. Thế bên này thì câu đối là danh lợi hư truyền đi lên trước. Ý muốn nói lên là những người là tham lam vội vàng thì chạy trước, còn đằng kia thì người ta thiện nhân hai chữ ở lại sau. Khi mà vào tới khu vực giáp cổng của đình thôi thì chúng ta đã bắt gặp được hai câu đối rất là hay. Có một bài thơ miêu tả về cảnh đẹp của đình cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Vâng. Đình Đa Nghiêu mình thì là thờ ai và tại sao mình lại thờ các vị đó? Quê hương chúng tôi thì thờ Thánh Chử Đồng Tử và Hồng Vân Công Chúa rồi Tiên Dung Công Chúa là ba vị sau hóa thánh. Thế thì quê hương chúng tôi nhớ ơn của ba vị này là khi sống thì ông ấy hướng dẫn nhân dân trồng dâu nuôi tầm, canh cửi dần lụa. Khi mà dân phát bệnh dịch, ông chữa cho dân. Thế khi ông hóa thân bay về trời thì 72 nơi là nghĩ đến công ơn thì lập đền thờ. Thì quê hương chúng tôi cũng là một trong 72 nơi thờ ông Trường Tử. Tọa lạc ở địa thế cao đẹp giữa làng Đa Nghiêu, đình có kiến trúc đồ sộ, mang đậm sắc thái của một ngôi đình Việt. Ngôi đình gồm 3 tòa là tiền đình, trung đình và hậu cung. Mặt trước đình nhìn ra hướng Tây Bắc, mái đình với hình ảnh lưỡng long trầu nguyệt mang đậm phong cách thời Lý Trần. Đình còn giữ nguyên vẹn 100 cột mà ông cha ta xưa kia muốn nhân cách hóa truyền thuyết về 100 trứng của người lạc cổ Việt. Đình Đa Nghiêu không chỉ là công trình oai nghiêm, đồ sộ mà còn là nơi bảo tồn khá trọn vẹn đặc điểm của nền kiến trúc dân tộc. Đình là kho tàng tác phẩm điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam mà sự khéo léo, tài tình của những người thợ được thể hiện trên từng nét vẽ, chạm khắc. Những cây cột trong kiến trúc đình Đa Nghiêu đều được làm bằng gỗ lim nguyên cây. Sức nặng của toàn ngôi đình do các cây cột đảm nhiệm chứ không phải là những bức tường. Đây là mình sẽ bước vào tiền đình đúng không ạ? Bắt đầu khi bước chân vào cái khu tiền đình thì là các vị nhìn lên thấy có bức đại tự ghi là tối linh từ. Các cụ ngày xưa muốn nhân cách hóa lên cách là đây là cái ngôi đình linh thiêng lắm. Thế đi qua một đoạn nữa vào đến giáp cái khu trung điện thì lại có cái
Bức đại tự là ghi là dĩ khí hóa thần. Muốn nói nên là tượng trưng là ông thánh được thờ ở đây chính là ông thần. Ngôi tiền đình này thì có bao nhiêu cột ở ông? Ngôi tiền đình này có 44 cái cột. Vâng. 44 và 40 với 16, tức là đúng 100 cái cột. Vâng. Và kiến trúc ở bên trên kiến trúc ở trên mái thì là hình thức là đấu sen trùng giường, nhưng mà đều như là có những cái đấu là chạm trổ hoa sen. Vào trong thì là khu trung đình. Dạ. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong khu trung đình và cùng tìm hiểu kiến trúc ở bên trong này. Thưa ông, là như vậy là mình đã bước vào đến trung đình rồi. Trung đình. Và ở trong trung đình này thì về cơ bản là cháu đang cảm nhận là cũng hơi giống với cả tiền đình, thì không biết là có đúng không ạ? Về kiến trúc thì ở trên mái cũng tương tự như nhau. Thế nhưng mà về đây ở cho cái phần tế lễ thì nó khác. Tôi nói ví dụ cái thánh cung vạn tuế nó khác hẳn với dĩ khí hóa thần. Đây mới là cái nơi chính thức thờ. Trong bài trí ở đây là chúng tôi bài trí một cái cỗ an thư để bày hoa quả lễ bái, có gươm trầm bát biểu. Trên mái này chúng tôi có thay đổi, chỉ thay đổi những các cái gỗ mối mọt thôi. Phần lớn là cái cũ. Còn hậu cung thì xin giới thiệu với các vị này. Đầu tiên là có hai ông ngựa gác ở hai bên. Trước đây là hai ông ngựa, nhưng sau quá trình một ông hỏng, thế thì chúng tôi phải làm lại hai ông. Hai ông này thì tương đối to hơn trước để cho xứng đáng với ngôi đình. Thế còn hậu cung thì gồm có 16 cái cột. Trong có một cái ban thờ cao hơn 2 mét, thờ ba vị Thánh Chử Đồng Tử, Hồng Vân Công Chúa, rồi Tiên Dung Công Chúa. Thế đây còn cái mũ của các cụ ngày xưa. Độc đáo nhất thì bây giờ chỉ còn cái sắc phong của vua Quang Trung. Với lại hiện nay còn có một cái sắc phong của ông Nguyễn Đình Huyên thời Hậu Lê đấy. Đấy, hàng năm là chúng tôi cứ mùng 10 tháng 2 là chúng tôi tổ chức cái tế lễ. Nhưng mà tại sao lại lấy cái ngày làm lễ chính mà rước hội? Là vì thời tiết lúc bây giờ, thời tiết mùa xuân ấm áp, bà con sản xuất kinh doanh mọi cái là nó cũng dương đối vãn, tổ chức hội lúc cái rét phù hợp. Nét độc đáo còn lưu giữ được ở đình Đa Ngưu chính là 100 cây cột gỗ lim nguyên bản chạm trổ tinh xảo từ khi xây dựng. Các bức hoành phi, câu đối, sơn son thiếp vàng, khảm trai được treo ở các cột và chiếc ban thờ để ca ngợi các vị thần được thờ cúng ở đình. Không chỉ là một ngôi đình có kiến trúc đẹp, độc đáo, đình Đa Ngưu còn là chứng nhân của những sự kiện lịch sử quan trọng. Trong đó có sự kiện Phó Đức Chính, người con của quê hương Đa Ngưu, đã đem tổ chức của mình về đây gây dựng cơ sở, chuẩn bị chống Pháp ở Yên Bái. Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, ông bị thực dân Pháp bắt và oanh liệt hy sinh trên đoạn đầu đài cùng Nguyễn Thái Học và 11 chiến sĩ. Làng Đa Ngưu còn có nhiều nhân tài góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước như tiến sĩ Nguyễn Thời Ung còn ghi tên trong bia ở Quốc Tử Giám, cụ Nguyễn Duy Thiện đỗ phó bảng thời Mạc Đăng Doanh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cụ Nguyễn Đức Nghìn đốc binh cùng cụ Hoàng Gia Lạc lãnh binh của phong trào Bãi Sậy đã cùng tướng sĩ về đỉnh Đa Ngưu nhiều lần để rèn binh khiển tướng. Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, đình Đa Ngưu đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1995. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Đăng Mạnh đã cùng quý vị tới thăm làng Đa Ngưu. Đồng thời thì chúng ta cũng đã tới thăm ngôi đình cổ, đình Đa Ngưu, đỉnh Trăm Cột với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Và tin rằng đây sẽ là một điểm đến vô cùng hấp dẫn nếu như quý vị có dịp tới thăm xã Tân Tiến, huyện Văn Giang.